chúng ta đã làm việc với sự kiện thì tôi nhắc lại một chút về những cái sự kiện chúng ta có những cách xử lý như thế nào. Cách xử lý đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng một ví dụ một cái button, có type bằng button đi, click me. Rồi, và ở trên phía trên này chúng ta sẽ có những cái có một cái thẻ H2, có cái class bằng take danger. Không sao nhỉ. Đây là tôi để số 0 này. Được chưa? Ở dưới này tôi có JavaScript thì tôi có cái gì? Có một cái biến cao. Và cao bằng 0. Chúng ta có thể bắt cái sự kiện cho cái button. Bắt sự kiện cho tất cả những cái sự cho tất cả những cái button ở trên màn hình nhá, thì chúng ta sẽ có là đô la button. Chúng ta có một cách như sau, chấm click. Ở trong này là cái function callback để xử lý dữ liệu. Thì chúng ta sẽ có là cao cộng cộng và có cái đô la chấm take danger chấm take bằng cao như này. Thì đây là cái cách bắt sự kiện cơ bản chúng ta đã học rồi đúng không? Tôi chỉ nhắc lại thôi. Đó là chúng ta có thể set cái sự kiện cho toàn bộ tất cả những cái thẻ trên màn hình thông qua những cái selector, có thể là tên thẻ rồi tên CSS rồi tên tên thẻ hoặc là tên class hoặc là tên giá trị của ID hoặc là một thuộc tính bất kỳ của thẻ đó. Xong chưa? Đây cách đầu tiên, tí nữa dạy thêm cách thứ hai. Không bắt cho toàn bộ tất cả các thẻ thỏa mãn selector ở trên màn hình. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Lâu thế, có mấy dòng code thôi mà.
Rồi. Nó chạy thôi. Click. Được chưa? Đây là cách bắt sự kiện đầu tiên chúng ta rõ clear rồi đúng không? Cái này bắt thường xuyên. Xong chưa? Cách thứ hai. Cách thứ hai sẽ như sau. Chúng ta chọn sự kiện on click cho một cái hàm trong này, ví dụ hàm increase, chúng ta có một cái function increase count. Thì ở đây chúng ta có thể là copy cái loại cái đoạn code này paste lên trên. Và chúng ta gọi cái sự kiện là on click thì chúng ta gọi đến cái hàm này. Đây là hai cách viết sự kiện ở trong JavaScript. Thì tôi sẽ tạm thời tôi comment cái phần button click ở phía dưới này vào. Kết quả nó sẽ như nó sẽ là một. Hả? Đúng rồi, tùy từng trường hợp. Kết quả vẫn như nhau đúng không? Ồ, cũng như nhau không ạ? Sai gì ta? Đúng rồi. Copy thì đúng rồi. Button on click gọi đến hàm increase count count cộng cộng take danger. À, cái này bị lỗi nhé. Đây này. Lỗi chắc luôn. Bạn biết vì sao? Tôi biết giải thích được cái bài cái này, tôi cho thêm một điểm nữa vào assignment 1. Thằng Trung không được trả lời nhá, mày không có trong phần điểm. Đúng không, nào biết cái này sai đâu? Tại sao cái này báo là increase count not divide? Cái cực dễ. Để ý này. Để ý này. Cái này nó tương đương với cái function này. Nó tương đương với nó không được ready. Đúng không? Tức là tất cả các cái element trên màn hình nó load ra hết rồi nó mới chạy cái đoạn này. Tức là sau đấy nó mới chạy cái hàm function increase này tạo ra đúng không? Tạo ra sau khi cái hàm thì nó load xong đúng không? Được chưa? Thế vậy thì cái hàm on click cái sự kiện on click cho bắt từng nhận ngay khi mà mình load ra một cái là nó đã gọi đến nó đã set sự kiện on click increase count cho cái thằng bạn tận rồi. Nhưng mà tại cái thời điểm đấy thì cái tài liệu của chúng ta chưa ready đúng không? Cho nên là nó chưa có sự kiện này cho nên nó không bắt được đúng không? Thế cho nên là chúng ta khi mà làm cái hàm này khi mà gọi cái cách này về hết cái mớ này vật dần ngoài của cái ready function. Có thế thôi. Không biết mẹo gì, cái này phải hiểu. Chẳng có mẹo gì. Chẳng có mẹo biết gì. Đấy, chúng ta bê cái thằng này ra ngoài. Giờ thì phải chạy. Được chưa? Lưu ý. Cái hai cái dùng này thì hôm trước có nhắc rồi, có là các bạn là cái này dùng khi nào, cái này dùng khi nào. Chung thơm nhai cái rất đi như là khi làm theo các nghĩa ý nghĩa khi làm đối với các trang
nó có lý giải vì sao lúc nào nên dùng cái phong sự bên ngoài, lúc nào nên dùng cái gì. Đến đây, đến đây. Cái này, đến trên. Cái ready sau cái tạo sự kiện này, thì cái này chúng ta để dùng được, chúng ta phải đảm bảo cái việc đó là tất cả các cái element của chúng ta được lộn xong rồi, chúng ta mới biết ra những cái hàng kia, mới biết ra những sự kiện, bắt sự kiện cho những cái phần tử lựa chọn. Phải đảm bảo tất cả các cái element của chúng ta lộn xong này. Nhưng mà cái loại này nó không đi cái giỏ hơi, điện đến tiền thân, và cái cốt nó ngắn, điện đến tiền thân. Nó có cái giỏ hơi đó là nếu mà sau này chúng ta sinh ra những cái thẻ ATM, sau khi chúng ta lốt xong hết rồi, nhân một sự kiện gì mới sinh ra thêm những cái thẻ ATM thì chúng ta lại không dùng cái này. Bởi vì ngay khi lốt xong nó quét qua tất cả các thẻ, các email liên quan ở trong cái trang ATM của mình, bắt sự kiện cho nó. Thế là xong, nó dừng lại luôn. Đúng không? Thế cho nên là những cái thẻ ATM được sinh ra sau khi nó mình ready thì nó sẽ không được nhận cái sự kiện đã được định nghĩa ở trong mình ready. Mà chúng ta phải dùng cách thứ hai. Những cái element sinh ra sau chúng ta phải có cái sự kiện là on click cho nó, để cho nó có thể gọi được một cái sự kiện đã được định nghĩa, một cái hành động được định nghĩa trước ở trong cốt JavaScript của mình. Thì cái này sẽ được dùng với cái bàn, với cái đánh cờ của chúng ta. Được chưa? Nhưng mà không ai hiểu mà. Được chưa nhỉ? Lưu ý, nhớ hai cách nhớ dùng khi nào. Tiếp theo tôi sẽ quay trở lại cái bài đánh cờ. Đúng nhỉ? Bài đánh cờ là bài nào nhỉ? Rồi, ok, đây bài đánh cờ rồi. Tôi copy cái bài này. Caro.html. Rồi, bây giờ chúng ta làm lại cái bàn cờ để nó tử tế em tí nhé. À mà thôi kệ nó đi, chẳng phải làm tử tế em gì. Đảo lại một tí. Bây giờ chúng ta đang có cái màn hình nó như thế này. Có một cái select, khi mà chuyển đổi giá trị của select thì chúng ta sinh ra cái bàn cờ, đúng không? Các bạn bê lại đi. Bây giờ chúng ta dùng cái cách thứ hai. Các bạn lưu ý này, chúng ta đang dùng cái cách thứ hai để bắt sự kiện cho cái việc đánh cờ của mình, thì td bằng on click check this. Đây các bạn thấy không, check this để lấy ra turn tiếp các thứ kiểu red green. Được chưa? Rồi bây giờ tiếp theo tôi sẽ giải thích logic như nào thắng các bạn. Bút đầu nhỉ. Rồi. Ví dụ chúng ta có bàn cờ trên bảng này. Ô này nhìn thì quái rồi. Đây ví dụ như này. Bàn cờ này. Bây giờ nếu mà chúng ta cứ mặc định là chơi vào karaoke của Việt Nam là năm nước liền nhau mà thắng, không tính trận đầu trận đuôi gì cả, là đơn giản thôi. Năm, tôi thích năm. Yeah, cứ năm thắng liền nhau là thắng. Giờ chúng ta làm nè, chúng ta có bốn nước để bạn. Nước thứ nhất là cho hàng ngang, nước thứ hai là cho hàng dọc, nước thứ ba là cho hàng chéo. Hoặc hướng thứ tư là chéo ngược lại, đúng không? Thế bây giờ check chúng ta phải kiểm tra xem làm sao để biết được có năm hàng liền nhau đều có chữ x, đều x làm nặng ví dụ như này 1, 2, 3. Giờ ta phải check được.
cứ cho nó đánh con này cuối cùng đi, con này con tôi đánh cuối cùng thì làm sao để biết được nó năm thằng hàng ngang đều nhau đều chữ à. Ở đây gì là một cái cao phát là xong. Thứ nhất này gợi ý này, và đó cái gì đấy là gì được làm sao để tìm những cái y mình ngang hàng nhau, những cái thằng tên này có toàn bộ ngang hàng nhau làm nào. Ví dụ là đây chiếu đây là độ đấy, đây là y này. Làm sao mình biết cái nào là ngang hàng nhau? Đây con độ bao nhiêu? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nó y như 0, đây 5, y bằng mấy? 1. Có này mấy? 4, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2. Vậy làm sao để biết nó không ngang hàng nhau, nó thẳng hàng nhau? Trung y đúng chưa? Trung y là được. Thế bây giờ làm sao để xác định được đoạn độ trung y thẳng hàng? Thế nó mới khó đúng không? Tìm được giải pháp rồi nhưng mà bây giờ làm sao để xác định được tọa độ của một thẳng? Chẳng có cách nào khác mà viết thẳng ở trong thẻ TD. Chúng ta có cái sinh cho thẻ TD ở đây đúng không? Đúng chưa? Thì giờ mình có gì nữa? X bằng x bằng gì? X bằng z, y bằng y. Đây là tự tạo ra attribute nằm trong thẻ HTML mà ông làm gì mà giải được? Ông chứa cả bài văn ở trong này cũng được, chẳng ai cấm cả. Được chưa? Đây chúng ta coi này. Thấy đúng tọa độ chưa? Đếm thử xem. Cái thẻ này. Đây, thẻ này có phải là 42 không? Đếm đúng không? Đếm đi. Đây là 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2. Đúng là 42 chưa? Chính xác tọa độ không? Rồi sao? Bây giờ làm gì nữa? Bây giờ làm sao để dùng JavaScript để lấy lôi cái tọa độ của nó ra đúng không? Giờ dùng JavaScript để lôi cái tọa độ x của nó ra, tọa độ y của nó ra. Giờ sao? Đây tôi sẽ có một cái hàm nữa. Check win. Được chưa? Sau cái check này tôi tiến hành là gọi cái hàm check winner, truyền cái error vào. Và ở đây tôi console log ra, tôi debug, đặt debugger. Coi này, chúng ta tiến hành console log ra cái $e, tức là chuyển cái element thành đối tượng của jQuery. Được chưa? Cái e nó chính là cái đối tượng nhận cái sự kiện đấy. Được chưa? Nó chính là cái đối tượng nhận cái sự kiện click vào. Bây giờ mình sẽ chuyển cái đối tượng thành jQuery để mình tương tác cho nó dễ. Thì mình sẽ có e.attr x phẩy $e
.attr giá trị y. Rồi bỏ bố cái gì bất ngờ đi. Có ra 7, có phải 72 không? Đây có phải 00 không? Đây là 01 này. À 10, xin lỗi. 20 này. 21 này. Chính xác tọa độ chưa? Đã. Đúng chưa? Mày làm gì anh Trung? Chưa xong à? Nào.
mạng Facebook. Không sửa sai ai rồi. Nino on drive app. Về truyền hình, gì cho đi. Nhìn đã thấy sai rồi. Đấy chứ nhỉ? Tiếp theo các bạn để ý này, bây giờ tôi xác định chúng ta làm một hàng hàng chung nhé. Làm hàng hàng chung. Khi mà tôi kích một thẻ tên đến bất kỳ, tôi bồi thế toàn bộ hàng hàng của nó. Được chưa? Thử nhá. Rồi, chúng ta sẽ có cái x và x dim bằng x dim, nó là cái dimension là hướng, và y dim bằng như này. Xong chưa nhỉ? Bây giờ check theo hàng ngang chúng ta có gì, và list y dim và list td bằng đô la element là thẻ td có thuộc tính y bằng với đô la y dim. Console log list td, thử xem có đúng không nhá. Cái này dòng CSS, cái đóng của bọc vô về dòng CSS là lấy nó chỉ thuộc tính của gì nữa, lấy phần tử dựa trên chọn những cái phần tử dựa trên thuộc tính và giá trị thuộc tính của nó. Rồi, xếp xuống, reload này. Chúng ta coi nhé. Chúng ta nhìn thấy có 9 cái td đúng không? Đúng chưa? Có đúng không? Có đúng là thẳng hàng của nó không? Đúng thẳng hàng của nó chứ, check đi xem nào. Của chúng ta ấy. Có đứa nào không ra không? Hả?
xong chưa? Có đúng lấy được những cái hàng ngang của nó? Thế logic là gì? Dựa vào cái gì? Các bạn phải hiểu nhá, không mấy nữa hỏi là chết đi nhá. Phải hiểu, không phải chỉ có cốt chạy là xong đâu. Hiểu để các bạn có làm hàng dọc cho tôi làm hàng ngang thì các bạn phải làm hàng dọc cho tôi, được chưa? Giờ sao? Hoặc nào? Thuộc tính x bằng bao nhiêu? Thuộc tính y bằng bao nhiêu? Đúng rồi. Giá trị và thuộc tính. Đúng chưa? Tiếp theo này. Hiểu hay không kệ các bạn nha. Thế là các bạn bỏ cái này cho tôi. Đấy chưa? Check winner sẽ xảy ra sau khi chúng ta turn x hay turn y sẽ xảy ra sau khi chúng ta check cái winner này. Biết để làm gì không? Biết để biết cái vừa mới check vừa rồi nó là x hay là y. Thì chúng ta sẽ có turn bằng với x thì turn bằng y, turn bằng o. Còn lại thì turn bằng x. Turn sẽ chuyển sau nhé. Chúng ta move xuống dưới, turn sẽ thay đổi giá trị sau. Chạy xong cái hàm check winner này đã, rồi tính tiếp. Đúng rồi, check xem thắng chưa xong rồi mới chuyển x, y. Đây này, chúng ta sẽ có thêm một phần nữa. Nếu mà turn bằng x thì t màu đỏ. À, quên nhầm, cái này cũng được không? Đây được không? Xong chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra xem có. Bây giờ lấy hết một hàng rồi đúng không? Giờ kiểm tra làm sao để cho con thấy có 5 thằng liền nhau đều là x. Nhìn trên bảng này. Giờ làm thế nào? Để kiểm tra con 5 thằng liền nhau là x. Tôi toán như thế nào? Này tôi buồn ngủ quá bộ. Đi. Tôi sao? Thế cái khoai chứ. Ta có nguyên một hàng bây giờ chỉ cần đếm làm sao nó 5 thằng liền nhau là được. Cao. Ừ thì cao. Cao về đi. Ừ. Thế làm sao để biết là nó liền nhau? Thế nên nó khoai. Đi đi.
sao kiểu gì số thay ví dụ nha, trường hợp này chúng ta vùng biển cao không này xong chưa chạy từ phần tử một bởi vì chúng ta có list mà thì nó là chạy từ phần tử một rồi rộng dễ rồi đúng không list thì các bạn để ý là cái list này nó chạy từ bên phải sang bên trái đây đúng nhá chạy đúng thứ tự nhị dần từ bên này sang kia xong chưa rồi tiếp tục này nếu mà gì tên của nó vào x hoặc là bằng tơn chính xác hơn là phải bằng tơn đang chạy hiện tại thì sao thì cao tổng cộng đúng nhá ở đây có x không có thì thôi đúng không bên này có x không có thì là bằng một bên này có 2, 3, 4, 5 thắng nhá rồi thế nếu như này thì có thắng không bây giờ mấy một đây có không đây có thì đây là 2 à đúng không phải reset lại nếu mà cái tích hiện tại của nó khác cái tên tôi không biết nó bằng dấu hay bằng ô đúng không thì chuyển cao về không xong chưa thì cái này có thắng đâu cơ bốn năm thắng liền nhau mà đúng không bây giờ tôi chỉ cần năm thắng liền nhau thôi nhưng mà đây nó có năm thắng liền nhau đâu có bốn thắng liền nhau mà thì nó thua thôi và nó không đúng cho nó chơi tiếp xong chưa hiểu vấn đề không tiến đây giờ check kiểu gì for list td chấm len y cộng cộng if chúng ta có cao winner cao winner cao bằng 0 gì hả nhưng mày không nghĩ hết trường hợp đô la list td ở vị trí thứ y chấm text bằng với tơn đúng không bằng với tơn thì cao winner cao cộng cộng else winner cao bằng không xong chưa thì ở đây chúng ta sẽ có gì if winner cao lớn hơn hoặc bằng 5 thì break cái vòng lặp luôn và chúng ta kết thúc vòng lặp này chúng ta kiểm tra if winner cao lớn hơn hoặc bằng 5 thì alert ra chúc mừng bạn đã trở thành tỷ phú đúng không thế hỏi
không nhỉ? Chơi đi, chơi thử đi, xem thắng nhá. Tỷ phú chưa? Sai gì sai? Chẳng có gì sai. Tôi chẳng qua là tôi chưa dừng game lại thôi. Đúng không? Sao tôi chẳng vốt chả thấy lỗi gì? Tôi chơi xong còn gì nữa? Đấy. Em reload lại trang nhé. Bốn rồi đúng không? Tao không chưa? Cái gì mà tôi đã kết thúc game đâu mà chẳng có hạn.
trời ơi, vòng for không thể đổi được. Làm sao mà chẳng chết. Không hiểu. Ông ta biết cũng tính cho ô đây này. Thấy không? Gần gần cái gì? Mày làm có ra cái gì đâu mà chẳng lận. Làm bị tha lên thuyền. Đây này. Check này, phải check nếu mà cái em hiện tại không có tách thì mới cho tranh chứ. Làm ăn lời phải chịu được. Bằng rộng thì mới cho tranh vào. Thấy chưa? Đấy là win rồi nhá. Nhưng bây giờ chúng ta để ý này, nó vẫn tích được tiếp. Đúng không? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải có một cái công tắc. Gọi là công tắc để bật hay không, cho phép check hay không. Chúng ta sẽ có một cái biến tên là disable. Và disable bằng chu phone này. Bằng phone này. Disable bằng phone nhé. Tắt đi thì bằng phone, không tắt này. Thì chúng ta tiến hành là check air đúng không? Chúng ta phải kiểm tra là cái nếu mà cái disable này bằng phones và air.text bằng rộng thì cho nó chơi tiếp. Đúng không? Và sau đó nếu mà win rồi, nếu mà đã win rồi thì disable bằng true. Bây giờ chúng ta không chơi nữa. Không, kích kiểu gì thì kích. Không thể được đúng không? Chúng ta phải có một cái công tắc tắt đi bật lên nó như thế nào đấy. Xong chưa? Gì nữa? Đi rồi bóng chu rồi, sao nữa? Và confirm bằng confirm. Chúng ta phải làm cái boot box này cho đẹp nhé, chứ không để như này đâu. Confirm là gì? Bạn có muốn chơi lại hay không? Chơi lại hay không? Nếu mà có if confirm bằng true thì sao? Gọi lại hàm start này. Gọi lại cái hàm start này. Được chưa? Là sao?
còn không thì kệ nó, kệ xác nó. Ôi trời ơi, replay. Đúng không, confirm nhỉ? C-query confirm. Đúng không mà? Tin làm gì? Search được độ gì phải tin? E.value. Chúng ta có hàm e này, check e, start e. Đúng rồi, không phải, không click vào cái select, đúng rồi. Bây giờ sao? Chờ tí nha. Select on chain start này. Đây chúng ta sẽ đổi thành nghe thành chain. Set yard size. Set yard size CZ. Nó có một cái function. Yard size. Ở đây sẽ gọi là hàm start. Giờ chơi lại từ đầu. Không chạy được bởi vì đang có disable. Được chưa? Đấy, có thế thôi. Tôi sẽ đẩy code này lên GitHub nhá. Sau đó các bạn làm cho tôi thằng chưa chéo, chưa làm được đâu. Làm được chéo tôi nhàn quá. Check cho tôi hàng dọc. Đẩy code lên rồi đấy, bây giờ làm cho tôi hàng dọc. Bài hàng dọc này sẽ là bài lát 1. Được không? Làm cho đến tận răng chứ không làm được cái bài chết của dọc dẹp. Hả? Ở 2. Cũng đúng. Nói lại là sẽ là một điểm bài lát này.
làm đề xong hôm nay thì có thể có khả năng được 10, không xong trong ngày hôm nay thì chỉ cũng đã được 8 thôi. Trong buổi ngày hôm nay xong được cái hàng tập thì sẽ được 10.
không chưa? Cái chiều dọc thì gì? X bằng nhau dọc. Mở đi.